hồi nãy là anh nhớ anh hẹn em trước mà. Dạ. Thì xe em đâu? Bé bánh thì em. Xe em đâu? Em chị này. Xe em đâu rồi, bé bánh đâu rồi? Gửi ở đằng ngay chỗ đó luôn rồi. Tiệm nào sửa giá vậy? Cái tiệm ngay chỗ ngã ba đường xanh đường đỏ ở dưới đây nè, dưới Kiển Phước đó, quẹo lên có tiệm sửa xe. Tiệm sửa xe đó là hả? Dạ. Để xe bị gì? Bể bánh xe nó xích cái dòi ra luôn rồi. Em điện chị này. Em điện em này hả? Dạ. Em này là Trang ở, em nói ở Tân Đông gì đó hả? Dạ đúng rồi, làm trong công ty trái cây vậy đó. Thì sẽ vô tình là biết nhau hả? Dạ. Vô tình là biết nhau hay sao? Đâu có đâu, làm trong công ty trái cây với nó. Nhưng mà biết sao mà hẹn nhau lại đây gặp anh đó, ý hỏi vậy đó. À, em nhắn tin hồi tối xin á. Cái chị này cũng nhắn đó. Vậy hả? Dạ. Anh tưởng em này ở Tân Đông, còn em ở Gia Thận mà em lại biết nhau đó chứ. Không, làm chung cái trái cây ca đêm á. Em, ủa làm công ty nào, ở đâu? Ở ngay chỗ Gò Công, ngay công chỗ tiếng, làm công tiếng xịt lại chút. Công ty hồi xưa đó là Siri đông lạnh vậy đó hả? Dạ đúng rồi đó. Ủa bây giờ nó làm gì? Làm thanh long rồi đông lạnh rồi đó, trái cây rồi đó. À. Bây giờ sao em tên gì em nói cho bà con nghe coi, anh thì bữa hổm anh chỉ biết em nói em ở Gia Thuận. Em tên Cao Thị Lan Như. Như hả? Dạ. À. Là em nói em ở Gia Thuận hả? Dạ. Hôm bữa là lúc trước anh nhớ có bạn anh tới nhà em phải không? Dạ có chị gái. Anh đi không được lúc mà dạ, dịch đó. Có chị gái. Anh nói bạn anh tới gửi đồ cho em. Em là em mấy em nói em có một đứa con á hả? Hai đứa hả? Dạ. Mấy tuổi hả? Đứa 1 tuổi với đứa 3 tuổi. Là nhà em gần nhà chỗ chị Hà công an không? Sao chị Hà biết em ở kế bên nhà chị Hà luôn mà. Chứ em đi làm không biết chị đó. Chị Hà công an chỗ xã Gia Thuận á. Em cũng ít vô. Hỏi có không biết ai chứ. Cái vòng đó không. Đại nay mai anh tính đi xuống dưới nè. Có gì nếu mà anh ghé, có gì ghé thăm nhà em. Có gì đâu. Và anh cũng có sắp xếp. Chị đó có xuống. Vậy là chị đó công an đó hả? Không, chị đó là bạn thôi. Còn chị công an là khác. Rồi vậy là em hai đứa con phải không? Dạ. Em cần sữa hay cần gì nữa không? Lúc này đi làm chưa? Dạ chưa. Còn dịch lắm. Công ty chưa kêu làm. Cho chích vaccine chưa? Dạ cho hết, chích 2 mũi rồi. Em chích rồi hả? Dạ. Còn nhà Trang sao? Dạ nhà em ở Tân Đông, ở Bà Kinh. Ở Bà Kinh, ở Tân Đông, chỗ cái chốt lúc trước đó hả? Dạ đúng rồi, em chốt. Anh nhớ ra đó. Dạ. Hôm nay anh cũng có bạn. Hai ba hoàn cảnh nhà bà con cũng gọi anh nói đi chưa được, cũng ở trên chỗ đó nè. Dạ. Em cũng làm chung luôn hả? Dạ làm chung. Tháng được nhiêu tiền? Dạ ăn em đi theo ca anh. Ừ. Dạ. Làm vậy là tiền tính ngày hay tính tháng? Dạ tính tháng. Tháng được cỡ mấy triệu? Cũng 5 triệu ngoài có cũng tùy. 4 triệu. Mà chưa đi làm. Chưa nữa. Em nó chích 2 mũi, em mới chích có 1 mũi nè. Em đợi tận sau em đi chích nữa. À, chứ mới chích. Em một đứa con phải không? Em nói em một đứa con. Dạ đúng rồi, đứa con 2 tuổi. Rồi, bây giờ thì nói chung thì anh chi chưa được mà tụi em tới đây thì anh cũng tặng quà. Anh có tại anh đang đi làm cái chương trình tặng túi ăn xin á. Dạ. Vậy là bây giờ chút xíu em chở bạn này đi về Kiển Phước. Nhận xe lại. Dạ. Mà cái chỗ sửa xe, cái nói xe bị bể bánh nó có bị gì đâu? Mấy bể nó bị sức ấy thì nó kêu cái thay ruột, nó không có giá coi vẫn thay, mất tiền đâu. Ừ. Ông xã nhà làm gì? Làm hộ mà thất nghiệp nay 4 năm tháng rồi. Ừ. Là coi như em ở riêng đó hả? Dạ. Rồi đây rồi. Vậy nay mai ví dụ như có dịp anh xuống dưới Gia Thuận anh gặp em, ví dụ nhà em là ngay chỗ nào, nói cho dễ đi kìa. Ngay chỗ đền Trương Định, chạy thẳng xuống bỏ 4 cái nhà rồi có khu hẻm nhỏ chạy thẳng vô. Em biết nhà chị Ngần mù bán số không? Cũng trước mặt đường đền thờ Trương Định thì chạy vô á. Không, con của em chạy thẳng xuống luôn ngay chợ Thịt Già. Ngã tư Thịt Già. Dạ. Gần tới nhà đó.
Ngày xưa anh cũng đi tặng nước ở đó đó. Anh nhớ là rồi đây em đợi anh chút nha. Em cũng vậy phải không? Em lại trên Tân Đông rồi, nghe em đi ngược về Gò Công phải không? Dạ. Rồi rồi đây đợi anh cái. Cái này của em đi. Em là một đứa con phải không? Dạ. Rồi anh để một đứa con. Có gạo luôn. Dạ. Rồi. Em cảm ơn anh nhiều. Rồi rồi, để em cầm em để đây này. Còn em này tên gì em lấy quên ta? Lan Như. Lan Như, Như Lan, Lan Như gì trong Facebook anh không nhớ quên lộn. Em hai đứa phải không? Dạ. Hai đứa thì anh bỏ thêm sữa, tại nãy anh tưởng có một đứa à. Rồi đợi anh cái đi, anh lấy thêm sữa anh bỏ vô thêm. Rồi cái này là anh tặng thêm một đứa con em. Dạ. Cần sữa rồi phải không? Dạ. Bây giờ vậy anh tới anh tặng tặng thêm mỗi một em 100.000 được không? Dạ. Rồi tặng em 100.000 nha. Rồi thôi rồi cũng chúc hai đứa em sức khỏe, mau chóng đi làm lại có việc làm có thu nhập. Dạ, dạ. Dạ nhà có mình em đi làm mà giờ em cũng rồi chưa có đi làm được nữa. Thôi của ít lòng nhiều thì mạnh thường quân nhờ anh trao thì anh trao lại cho các em thôi. Dạ. Dạ. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Rồi chúc mấy em về mạnh giỏi, chưa nắng rồi. Dạ, đúng không? Rồi đây đây. Rồi về mạnh giỏi nha. Dạ. Được không? Rồi đi rồi nè, con cái nhà ai giữ? Vậy hả? Dạ. Nội nó cũng mới đi chích người về, mới chở đi chích người về. Ừ, chích người cao tuổi hả? Dạ, chích người cao tuổi. Rồi thôi bây giờ trước mắt anh gửi vậy thôi. Nay mai nếu mà có việc có gì thì anh đi tới nhà tụi em tìm hiểu thêm hơn. Dạ. Gửi cho có biết biết đâu mình có duyên nữa thì sao? Dạ. Ừ. Dạ. Thưa bà con thì thật sự nói chung thì hai em gái này đã liên lạc với em ở trên Facebook Người Gò Công. Dạ. Dạ có nhà em hỗ trợ thì cũng em cũng chưa có thật sự tìm hiểu kỹ như thế nào nữa, nhưng em cũng tin tưởng vào những lời nói của hai em gái này. Dạ thì mình phải đặt niềm tin chứ. Như, thì em có bây giờ trước mắt em chỉ tặng được nhiêu đó thôi, túi ăn xin nhiêu đó thôi, thì nay mai nếu mà sắp xếp được công việc thì em sẽ đến, có khi em có dịp em đi ngang cái đoạn đường ở nhà hai đứa em đó thì em sẽ tìm hiểu kỹ hơn và chia sẻ cảnh gia đình của em nhiều hơn, xem anh có thể được hỗ trợ gì không đó nha. Còn bây giờ